Xin chào cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Ngày hôm nay đầu tuần thì bên em vừa có giao một cái sản phẩm máy đục của bên Zupai sang một cái công trình đối diện bên kia hồ. Cái này là công trình xây hoàn thiện nốt đấy, cái nhà cao tầng ở Hồ Tây ấy. Thì thực sự là cái câu chuyện này em cũng có nói với khách hàng rồi, nếu mà về khoan ấy, con đục của Zupai này nó khoan rất khỏe. Mặc dù con bê tông này của Zupai nó thuộc hàng khỏe của hàng OEM rồi. Đấy, con này ví dụ khoan mũi 18, mũi 20, thậm chí là mũi 22 cũng rất khỏe luôn. Nhưng nếu anh em có nhu cầu khoan và không quan tâm quá về cân nặng thì anh em nên sử dụng mã đục ở Zupai. Đấy, chức năng chính của nó là đục nhưng mà khoan thì nó sẽ rất khỏe luôn. Đấy, tại sao em tư vấn cho anh em như thế? Bởi vì là nhiều anh em cứ thích khỏe, ưu tiên khỏe, nhưng mà vấn đề là chúng ta có làm đến mức đó không? Đấy, nhiều anh em chỉ khoan những mũi 12 thôi thì không nên dùng mũi đục, máy đục làm gì cả. Mặc dù nó khoan nhanh hơn rất nhiều nhưng mà chúng ta sẽ phải cầm một cái máy nặng hơn nhiều. Đây, ví dụ như đây là body của con khoan bê tông Zupai, nó rơi tầm khoảng 2,1 cân. Và nếu anh chị dùng thêm quả pin 15 cell 8A nhá. Con này không phải là 20 cell đâu. Tại vì cell của nó là cell 2007 nhân 3 hàng thì nó là 8,1 cơ, chứ không phải 8A đâu. Không xong nhiều anh chị lại tưởng 20 cell. Đây là 15 cell. Đây, mọi người nhìn kích thước của nó này, nó tương đương như là quả 15 cell Ultra Pro. Đấy thì cùng của pin này nó rơi tầm khoảng 3,1 cân thôi. Đấy, trong khi đó anh em xem con đục nhá, anh em sẽ phải cầm một con nặng hơn nhưng mà đổ lại thì nó rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, riêng body của nó đã là 3,7 cân rồi. Và nếu mà một quả pin này nữa thì nó rơi tầm khoảng 4,6 cân. Thực sự là không hề nhẹ một tí nào. Nếu mà chỉ có đi khoan mũi 10, mũi 12 thì con này không hề nhẹ một tí nào. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay khi mà em giao sang ấy thì em mới biết là những cái nhu cầu làm mũi 22 khoan xuyên bê tông mà cần một con máy thực sự là khỏe, thực sự là tốt thì nên sử dụng con Zupai này. Đấy, con này thì gần giá nó chỉ chênh 100.000 so với con này thôi. Đấy, con này thì là 1790 và con này là 1890. Đấy, về pin thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng pin 6A hoặc 8A của Zupai. Đấy, ví dụ pin này này. Đấy, Zupai hay là S1 thì nó như nhau nhá, nó chỉ khác cái tên thôi. Thì con này nó là 1.250 một pin. Đấy, nếu con 6A thì là 1.1. Đấy, trường hợp mà muốn kinh tế hơn chúng ta sử dụng pin Drama này. Đấy, về mặt dung lượng thì nó cũng tương đương quả 6A mà giá 1.1, nhưng mà cái thương hiệu, cái tên tuổi pin nó không bằng, nhưng mà nếu mà chỉ khoan mũi 22 thì con này cũng rất khoan khỏe luôn, khoan không hề bị ngắt luôn. Đấy, bằng chứng là em cũng có một video trên TikTok rồi, khoan mũi 22 không hề ngắt. Đấy thì cái nhu cầu mà đục ấy nó không quá nhiều nhưng mà nhu cầu khoan nhiều thì nên sử dụng cái này. Đấy, con này là mũi 22 và anh em lưu ý là lắp mũi này đối với con giúp ấy là nên lắp bằng tay, chứ mọi người đừng gài ấn thẳng xuống, nó rất hay bị kẹt mũi. Đấy, mũi chúng ta nó không, nhiều khi nó không được chuẩn. Đấy. Đây, rồi thì gài vào thì nó sẽ không bao giờ bị kẹt mũi cả. Đây là mũi 22 nhá, thì em sẽ vừa khoan vừa đo ăn dòng cho anh chị. Đấy, thực ra là bên em sẽ xin anh khách hàng đó một video thực tế, tại vì bản thân em không có giấy phép để vào công trình. Đấy là công trình mà, họ là công trình mà, thì họ cần máy được việc như này. Đấy thì sẽ test cho anh em nhá. Đây, em cầm cái này đi, một tay cầm một tay khoan đi để cho anh em xem là cái mức độ ăn dòng con này nó lớn như nào khi mà khoan đến mũi 22. Đấy, vào bê tông. Đây. Hết rồi nhá, hết mũi rồi. Đấy thì thực sự ăn dòng cao nhất là bao nhiêu?
40A thì thực sự là khoan bê tông thì nó không có tì đè như là giống như máy mài. Đấy, nhưng mà khoan 40A thì thực sự là rất là nặng với bê tông rồi. Đấy, nhiều anh em còn còn nói là con này là khỏe hơn cả dòng bê tông điện ba chức năng cơ mà. Đấy thì chung quy lại là con máy này sẽ đáp ứng rất nhiều việc về khoan nặng thì anh em nên đầu tư con này. Thế còn nếu mà cường độ chúng ta sử dụng mũi 16 trở xuống ấy, mà thỉnh thoảng có mũi 22 ấy, thì chúng ta sử dụng con này. Đấy, các cái quả pin và combo của Zupai thì bên em sẽ niêm yết theo giá của công ty. Còn anh em nào muốn mua được giá tốt, muốn mua được chiết khấu hay là mua được phụ kiện thì được tăng kèm phụ kiện thì cứ liên hệ cửa hàng theo hai số điện thoại trên màn hình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.